Greenwich Tarot. Lời giới thiệu. Bước chân vào thế giới của những phù thủy xanh, nơi những hình ảnh mờ ảo mà bạn nhìn thấy sẽ giúp bạn hòa hợp với các nguyên tố, những nguồn năng lượng tự nhiên và niềm tin từ những tôn giáo xưa cũ. Bộ bài Greenwich Tarot sẽ là công cụ tâm linh trực giác giúp bạn tìm ra những câu trả lời mà bản thân mình mong muốn. Không, The Green Man. Lá bài đại diện cho thần thiên nhiên qua hình tượng của người cây Green Man, vốn xa xưa đã được mô tả với hình dạng là một người đàn ông có khuôn mặt rậm lá. Ông đại diện cho sự sinh sôi nảy nở của mùa xuân và sự thức tỉnh của đất khi cây cối đâm chồi, nụ hoa hé lộ và mang đến niềm hy vọng cho sự kết thúc của những khốn khổ của mùa đông khắc nghiệt. Trong thời cổ đại, The Green Man đã được nhân loại bắt chước và cải trang thành Jack O' The Green và Berryman phủ lá quanh người. Berryman phủ bức hoa ngưu bàn phơi khô, các vũ công Morris đeo chuông. Wildman phủ da thuộc, Fools phủ quần áo rách rưới và nhiều hình tượng khác trong các nền văn hóa khác nhau trên khắp châu Âu. Người ta tin rằng The Green Man luôn quan sát những người đóng giả mình với sự tán thành và đồng thời truyền năng lượng sinh sôi đến trái đất thông qua những người đại diện đó để đánh thức trái đất từ giấc ngủ mùa đông, ban phước cho xứ sở, gia tăng sự màu mỡ cho mùa vụ và sự sinh sôi cho bầy gia súc thông qua nghi thức năng lực giao cảm cổ đại. Những người đóng giả Green Man vẫn duy trì truyền thống này trong các lễ hội hiện đại. Họ nhảy múa, ca ngợi trái đất với một cây trượng khi họ đi tới những trang trại cùng đoàn người gồm những nhạc công và phụ tá. Không khí lễ hội mà họ mang đến được gia tăng cùng với rượu bia và những thức uống có cồn khác trong suốt cả ngày. Cuối ngày, họ sẽ bí mật chôn cây trượng và vứt đi hoặc đốt luôn lớp đồ hóa trang. The Green Man đề cập đến ngày Sa-bát của nữ thần mùa xuân Ostara, hay còn gọi là Xuân Phân, khi mà sự hăng hái năng động của thần khơi mào những thứ mới mẻ, những khởi đầu, những cuộc phiêu lưu và sự phát triển mới. Lá bài này thể hiện năng lượng nguyên sơ của tự nhiên, niềm vui cuộc sống và sự thức tỉnh của linh hồn để bắt đầu một hành trình mới, đánh thức mẹ trái đất trở thành nữ thần trinh nữ mùa xuân. Năng lượng hỗn độn tiềm tàng này cần phải được kiểm soát cẩn trọng và suy xét kỹ lưỡng để không bị lãng phí. Sự hăng hái của lá bài này có thể gần với sự liều lĩnh và người bói bài cần lưu ý không sử dụng quá mức năng lượng này vì luôn có hậu quả cho những hành động đó. Nếu xuất hiện một lần trải bài với ngụ ý là sự lệch hướng khỏi hành trình thông thường, thì lá bài này có thể đại diện cho một thứ gì đó. Nếu nhỏ thì là một kỳ nghỉ, nếu lớn thì nó sẽ là một sự thay đổi trong lối sống. Cây ngải cứu tượng trưng cho sự khởi đầu mới mẻ, sự màu mỡ và sức mạnh ma thuật, mọc gần băng ghế. Con chó trắng biểu tượng cho một phụ tá đắc lực, sự sinh sôi, hòa vào cùng điệu nhảy của người vũ công. 1. The Witch. Lá bài này thể hiện Witch, phù thủy, qua hình ảnh một người phụ nữ trung niên tự tin đang bào chế thuốc trong không gian mở và thông qua bốn nguyên tố được đại diện bởi những dụng cụ của bà. Đồng tiền sao năm cánh gỗ tượng trưng cho đất, thanh dao găm đại diện cho khí, đũa phép đại diện cho lửa và chiếc cốc tượng trưng cho nước. Bà tương tác với những quyền năng này và những đồ vật trong tự nhiên để khơi dậy nguồn năng lượng và kiểm soát nó để có thể đạt được mục đích cá nhân của mình. Các nguyên tố là một phần trong cách bà giao tiếp với tự nhiên thông qua nghi thức phép thuật và bà chuyển hóa năng lượng cá nhân của mình bằng cách tận dụng mối liên hệ gần gũi giữa bà với chúng để đạt được mục đích của mình. The Witch sử dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để có thể đạt được năng lực tiềm tàng trong khi niệm những câu thần chú hài hòa với những nguyên tố, thánh thần và năng lượng của những bản thể tự nhiên. Chiếc đai lưng được kết từ ba sợi dây trắng, đỏ và đen đại diện cho bộ ba nữ thần với hình tượng trăng non, trăng tròn và trăng tàn. Chiếc đai lưng được buộc thêm những vật cân đo đong đếm của Witch mang theo khi bắt đầu hành trình của mình và thể hiện sự sung túc trong ma thuật thông thái, Craft of the Wise. Chiếc vòng cổ hổ phách và ngọc trai đen huyền phản chiếu một sức mạnh được triệu hồi và sự kết nối năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
bà đã tạo ra kết giới của mình và thanh lọc nó bằng một vành đai muối, để không một năng lượng không mong muốn nào có thể can thiệp vào bùa yểm của bà khi bà đi qua lại giữa các thế giới. Dowitch kiểm soát định mệnh của chính mình với tinh thần trách nhiệm và sự nhận thức rằng mình sử dụng những kỹ năng với trí tuệ và danh dự của mình và không phương hệ đến bất kỳ điều gì. Sự chân thật với bản thân và với người khác là rất cần thiết khi tương tác với những năng lượng của nguyên tố, đặc biệt là trong các hoạt động cộng đồng, chẳng hạn như tư vấn, giảng dạy, quan hệ cộng đồng và ngôn luận truyền thông. Lá bài này cho thấy sự tự tin và giao tiếp là một phần trong quá trình khơi dậy và điều khiển năng lượng để đạt được mục đích. Dowitch tạo ra bộ phép của mình theo truyền thống ma thuật, sử dụng tương ứng và trung thành với những quy tắc đạo đức. Loại thực vật mà bà đang cho thêm vào cái vạc chính là một củ gừng, đại diện cho sự thành công và hành động mau chóng. Con quạ đại diện cho phép thuật và hình thức, đứng quan sát bên trên một cành cây phỉ.